Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá trưa ngày 25 tháng 10 của Game Bóng Đá TV. Sau một buổi tối bóng đá vô cùng hấp dẫn kéo dài đến rạng sáng trên khắp châu Âu, hãy cùng đến với những thông tin bóng đá hấp dẫn nhất nhé! Với 3 pha lập công, giúp Liverpool thắng đậm 5-0, Mohamed Salah chính thức vượt qua Didier Drogba để lập kỷ lục người châu Phi ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League. Cụ thể, chân sút người Ai Cập đã ghi tổng cộng 107 bàn thắng sau 167 lần ra sân tại giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận đấu thứ 10 liên tiếp mà Salah ghi bàn cho Liverpool. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi hat-trick vào lưới MU tại Old Trafford. Trận đấu với Marseille có thể nói là một trận đấu hơi dưới sức của Messi. Ngoài việc phải thi đấu hơn người, ngay từ phút thứ 57 cũng là một phần nguyên nhân giúp đội chủ nhà cầm hòa thành công đội bóng nhà giàu nước Pháp. Sau thời gian dài thi đấu thăng hoa trong màu áo mới, tân binh Achraf Hakimi đã hóa tội đồ khi nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2, khiến Paris Saint-Germain đánh mất cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối phương. Dù Messi chưa có bàn thắng ở Ligue 1 và Paris Saint-Germain chỉ có được 1 điểm trong chuyến hành quân đến Marseille, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng với 28 điểm sau 11 vòng đấu, hơn nhóm bám đuổi đến 7 điểm. Nhưng khi nhìn lại vấn đề thì Messi chỉ mới thi đấu 279 phút, xấp xỉ 3 trận đấu tại Ligue 1. Một trận đấu đầu tiên là màn ra mắt vào sân ở cuối hiệp 2. Tiếp theo là hai trận đấu Messi đều thi đấu rất tốt và được trang SofaScore 7.5 trước Lyon và 8 điểm trước Rennes. Thời gian bầu chọn của bóng vàng 2021 cũng đã kết thúc vào lúc 23:59 phút ngày 24 tháng 10 theo giờ Pháp. Và theo Le Quiz, 42 trên 170 phiếu bầu được gửi đi vào ngày cuối cùng, tức là 128 phiếu bầu đã được gửi đi trước đó hoặc sau trận đấu với Leipzig. Messi vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Neymar Messi bị cổ động viên Marseille gây sức ép trong trận siêu kinh điển nước Pháp thuộc vòng 11 Ligue 1 rạng sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Dàn sao Paris Saint-Germain phải chịu sức ép rất lớn từ khán đài chật kín cổ động viên tại sân Velodrome. Neymar cùng đồng đội nhận những tiếng la ó mỗi khi chạm bóng. Mỗi khi đội khách đá phạt góc, cổ động viên chủ nhà liên tục ném những vật thể lạ xuống sân. Ban tổ chức sân phải dừng trận đấu để yêu cầu người hâm mộ dừng hành động gây rối nhưng không hiệu quả. Phút thứ 30, lực lượng an ninh mang khiên chắn để bảo vệ Neymar trong một pha đá phạt góc. Lionel Messi cũng là mục tiêu của những kẻ quá khích mỗi khi thực hiện tình huống cố định. Chưa dừng ở đó, cổ động viên Marseille còn chiếu đèn laser vào mặt Keylor Navas để làm thủ môn này phân tâm mỗi khi chủ nhà được hưởng tình huống cố định. Marseille là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại Ligue 1, 9 lần vô địch. Đội bóng có 122 năm tuổi đời, sở hữu lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt tại đất nước hình lục lăng. Người hâm mộ Marseille sẵn sàng làm mọi cách để gây khó dễ cho Paris Saint-Germain. Phút thứ 73, một cổ động viên quá khích chạy vào sân làm gián đoạn pha lên bóng của Messi cùng đồng đội. Những sự cố này cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức của ban tổ chức Ligue 1 nói chung và sân Velodrome nói riêng. Trong khi Mohamed Salah tiếp tục thăng hoa bằng cú hat-trick vào lưới của Manchester United giúp Liverpool đè bẹp đội nhà ngay trên thánh địa Old Trafford, thì Cristiano Ronaldo bị khán giả la ó vì cố tình đá bóng vào hạ bộ của Curtis Jones và phải nhận thẻ vàng. Các chuyên gia phân tích bóng đá cũng cho rằng sự lý biếng pressing của Ronaldo đã ảnh hưởng xấu đến khả năng phòng thủ của MU. Tuy nhiên, đáp trả truyền thông, siêu sao người Bồ Đào Nha lên tiếng: "Tôi biết lúc nào cần hỗ trợ phòng ngự nên không cần ai phải chỉ dạy việc này. Tôi cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của mình là ghi bàn, giúp đội giành chiến thắng. Vì vậy những người chỉ trích tôi thường do họ không thích tôi. Tôi đã 36 tuổi và giành được vô số danh hiệu cao quý trong sự nghiệp nên cảm thấy hạnh phúc khi tiếp tục được cống hiến cho MU và muốn dành hết tâm huyết giúp đội bóng đạt được thành tích tốt nhất." Trong trận derby nước Anh ở vòng 9 Premier League, Ronaldo có một lần đưa bóng vào lưới Liverpool sau pha qua người và giữ điểm đẹp mắt, song bàn thắng không được VAR công nhận do lỗi việt vị. Trước đó vì bức xúc với lối đá nhanh, mạnh, đầy kỹ thuật của đối thủ, cựu chân sút Real Madrid phạm lỗi khiến tiền vệ Curtis Jones ngã sóng xoài rồi thẳng chân đá bóng vào hạ bộ của tài năng 20 tuổi này. MU đã bị xé nát bởi Liverpool ở trận derby bóng đá Anh khi đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp vượt trội mọi mặt. Mohamed Salah một lần nữa tỏa sáng với cú hat-trick, nâng tổng số bàn thắng của Anh trong mùa này lên con số 15 ở mọi đấu trường. Naby Keita, Diogo Jota cũng đóng góp bàn thắng để giúp Liverpool nhấn chìm MU tại nhà hát của những giấc mơ. Đó là màn trình diễn giật gân từ đội bóng của huấn luyện viên Klopp và khiến Solskjaer thừa nhận rằng ông không còn sự lạc quan khi nếm trải thất bại quá đậm và tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, trong cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân người Na Uy vẫn tự tin cho rằng mình là người phù hợp cho chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford trong thời điểm hiện tại. "Ban huấn luyện rất tốt, rất xuất sắc. Tôi chọn cách tiếp cận trận đấu nhưng đội không đủ tốt, tạo ra quá nhiều khoảng trống cho những cầu thủ giỏi thì họ sẽ ghi bàn. Chúng tôi gặp Liverpool trên sân nhà với phong độ khá tốt trong 2 năm rưỡi qua và có cách tiếp cận tương tự,
nhưng hôm nay họ đã ghi bàn nhờ tận dụng cơ hội quá tốt. Tôi nghĩ chúng tôi nên luôn cố gắng thể hiện quyền lực của mình. Bàn thắng thứ tư đến nửa cuối hiệp 1 khiến trận đấu đã kết thúc. Huấn luyện viên Solskjaer giải thích. Vị chiến lược gia người Na Uy tiếp tục. Bạn có thể nhìn lại mùa giải trước, chúng tôi thua Tottenham 1-6, nhưng lần này còn tệ hơn nhiều khi với tư cách là một cầu thủ của Manchester. Chúng ta phải vượt qua chuyện này càng nhanh càng tốt. Chúng tôi biết mình đang ở dưới đáy vực, nhưng hãy xem toàn đội sẽ làm được đến đâu. Ngoài việc rớt xuống hạng 7 ngoài hạng Anh bằng điểm với Arsenal, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm, 14 so với 22, nhưng thông số quá tệ của MU ở trận thua đậm Liverpool khiến chủ sở hữu đội bóng này sẽ phải cân nhắc về việc sa thải huấn luyện viên Solskjaer. Trong đoạn clip đăng trên tờ Marca, có rất nhiều cổ động viên Barcelona chặn xe của huấn luyện viên Koeman la ó và đòi nhà cầm quân người Hà Lan phải ra đi. Thậm chí một số người khác còn leo lên đầu xe chụp ảnh selfie hoặc quay clip để đăng lên mạng xã hội. Sự cố này gây ra khung cảnh náo loạn bên ngoài sân Nou Camp sau trận đấu, trong sự thất vọng rất lớn của giới cổ động viên Barcelona khi đội nhà một lần nữa lại thua kinh điển Real Madrid trong trận siêu kinh điển. Đây cũng là trận đấu thứ tư liên tiếp gần đây đội bóng xứ Catalan để thua kinh điển của mình. Và là trận thứ ba cũng liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Koeman. Đáng tiếc khi sự cố huấn luyện viên Koeman bị cổ động viên Barcelona chặn xe bên ngoài khuôn viên sân Nou Camp. Theo tờ Marca cho biết, đã không có một biện pháp bảo vệ nào khiến vị chiến lược gia người Hà Lan phải chịu trận trước khi các nhân viên an ninh được gọi đến để giải cứu. Sau sự cố, câu lạc bộ Barcelona ra thông báo phản đối những hành động bạo lực và khinh thường huấn luyện viên của đội bóng từ giới cổ động viên nhà, cũng như hứa hẹn sẽ điều tra sự việc trước khi có hành động kỷ luật đích đáng những cổ động viên quá khích. Nhưng rõ ràng là cùng giống với MU, cả hai huấn luyện viên từng là huyền thoại của đội bóng này xứng đáng nhận được những chỉ trích đến từ người hâm mộ khi đang khiến MU và Barcelona càng đá càng dở. Để quảng bá cho World Cup năm 2022, nước chủ nhà Qatar không tiếc tiền mời David Beckham làm gương mặt đại diện. Theo Sun Sport, cựu tiền vệ điển trai người Anh sẽ được công bố làm đại sứ cho Qatar vào đầu tháng tới và bỏ túi 150 triệu bảng. David Beckham đã ký hợp đồng 15 triệu bảng mỗi năm trong một thập kỷ tới để trở thành đại sứ của Qatar. Huyền thoại Manchester United sẽ giúp đất nước Tây Á này quảng bá về văn hóa, du lịch và hòa giải vấn đề về nhân quyền. Chỉ tính riêng khoản thu nhập này, Beckham đã ngang ngửa với mức lương của các ngôi sao hàng đầu của Premier League như Ronaldo, Lukaku, De Bruyne hay De Gea. Một thông tin tiết lộ với The Sun, Beckham tin tưởng vào cam kết tiến bộ của Qatar cũng như World Cup năm 2022, lần đầu tiên được tổ chức ở thế giới Ả Rập. Điều này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho bóng đá thế giới. Anh ấy tin rằng sức mạnh của bóng đá sẽ thu hẹp sự khác biệt giữa các châu lục. Trước khi nhận lời làm đại sứ cho Qatar, Beckham cũng đã tham khảo ý kiến của cô vợ xinh đẹp và quyền lực trong ngành thời trang, Victoria. Bản hợp đồng siêu khủng này cho thấy Beckham vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tới bóng đá thế giới, dù đã nghỉ thi đấu nhiều năm. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đầy ắp khán giả. Các trận đấu ở vòng loại World Cup lại càng có sức hút lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho VFF thất thu hàng chục tỷ đồng. Trừ đi vé mời và nhà tài trợ, VFF có thể bán được 30.000 vé một trận. Giá vé mới được công bố có 4 mức: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. Nếu tính theo mức giá rẻ nhất, VFF có thể thu được ít nhất 75 tỷ đồng với 5 trận đấu sân nhà. Nhưng do một trận không được đón khán giả và hai trận đón khán giả hạn chế, VFF đã thất thu ít nhất 35 tỷ đồng sau 3 trận đá sân nhà. VFF chỉ bán được số lượng vé hạn chế vì dịch bệnh nên cần bán giá cao hơn trước để bù doanh thu. Nhiều người hâm mộ thắc mắc vé ở trận Nhật Bản, Ả Rập Xê Út trong tháng 11 có mức giá cao. Tuy nhiên, nó phù hợp với thực tế tính chất quan trọng của vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Một lý do khác là VFF chỉ bán được số lượng vé hạn chế vì dịch bệnh. Đội tuyển Việt Nam còn hai trận gặp Trung Quốc và Oman trên sân nhà diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022. VFF kỳ vọng dịch bệnh được kiểm soát để khán giả đến kín sân, bù đắp vào phần nào doanh thu. Vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 do FIFA và AFC tổ chức nên các vấn đề liên quan đến quảng cáo tài trợ do hai đơn vị này phụ trách. Vì vậy VFF không được hưởng lợi từ các khoản này như vòng loại thứ 2. Tin bóng đá trưa nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc các bạn một tuần mới làm việc may mắn.